trân kính chào mọi người. Mọi người thấy đây là bánh lọc gói của xứ Huế, rất là ngon. Tôm, thịt mỡ. Trân trân làm ở nhà không có bỏ phẩm màu, cho nên đây là màu bỏ tự nhiên của tôm, nhưng mà rất là chất lượng. Và hôm nay trân mời mọi người cùng trân trân vào bếp làm bỏ bánh lọc gói xứ Huế nhé. Để làm bánh bột lọc gói, trân trân chuẩn bị các nguyên liệu gồm có: một khi bột lọc, lá chuối đã phơi nắng cho héo bớt, hoặc không phơi nắng được thì mọi người có thể luộc lá chuối sơ qua cho lá chuối nó mềm đi, thì khi gói bánh lá không còn quá giòn thì sẽ dễ gói bánh hơn nha mọi người. Và nhân bánh cũng rất là quan trọng để giúp cho cái bánh thơm ngon hơn, thì nhân bánh cũng rất là quan trọng, gồm có tôm, thịt heo nêm phèo lại. Và tiếp theo Trân Trân mời mọi người cùng Trân Trân dạo bột lọc nha. Để làm được món bánh bột lọc gói thì đầu tiên là Trân Trân chuẩn bị một ký bột đã Trân Trân mua sẵn ngoài chợ. Thì Trân Trân mua vài bột lọc như vậy, thì bây giờ Trân Trân sẽ bọc mình nó ra, bọc ra thật mình như vậy mọi người, bọc khoai cho nó mềm ra. Một ký bột lọc như vậy thì công thức để làm dạo bột cho nó ngon là gồm một chén nước khoảng 200 ml, đổ nước vào thì quay lại cho thịt đều. Muốn làm được bánh lọc gói xứ Huế ngon thì cái khâu dạo bột này là rất là quan trọng, phải làm đúng công thức thì khi cái bánh làm xong thì sẽ rất là mềm mịn ngon. Đánh vậy thì bột nó rất là dẻo, và chúng ta cũng quyết là phải đánh cho nhiều, quyết cho dẻo để thì khi lên chảo bột ra bột bánh rất là ngon. Làm kỹ như vậy thì bột là đã đều rồi đó mọi người, hồi nãy là hơi dẻo cứng, bây giờ nó đã ra xẹt rất là dễ quay rồi. Và bây giờ là bột đã đều rồi đó mọi người, bánh rất là dễ rồi, Trân Trân cảm thấy rất là đều. Thì bây giờ Trân Trân đưa lên bếp để nấu và bắt bột lên bếp để dạo bột. Thì chúng ta cho thêm trong phần bột một tí muối và một ít dầu ăn, và một ít dầu ăn khoảng chừng này đó mọi người, dành cho 1 kg bột lọc. Bỏ muối và dầu ăn xong thì chúng ta để lửa nhỏ, thật nhỏ, cảm bột nó cháy thì rất là dễ bị cháy. Rồi tiếp tục quay cho thật đều. Mọi người cứ tiếp tục đánh hoài, đánh đều tay như vậy để mà lúc nào mà cảm thấy bột nó sẵn hơi xẹt lại thì mới được nhá. Làm bánh bột lọc gói thì cái giai đoạn mà chảo bột lên bếp cũng rất là quan trọng, lửa quá to cũng không được mà phải đánh đều tay thường xuyên. Khi bột nó sẵn vừa phải thì chúng ta mới tắt lửa nhá. Quay cái điện giai đoạn này là Trân Trân cảm thấy bột rất là sẵn rồi,
và nó cần tắt lửa. Mọi người để ý kỹ là bột như vậy nhá thì mới được, không chín quá cũng không có lỏng quá cũng không được, đổ xuống nó không có bị chảy. Và đây là nhân bánh, gồm nhân bánh thì Trân Trân rím tôm và thịt heo. Mọi người có thể chọn thịt ba rọi hoặc thịt cổ. Gồm có gia vị là tiêu, hành, nước mắm, đường. Rồi bắt lên bếp và rím cho nó kèo lại như vậy mọi người. Tôm thì mọi người lựa con vừa phải, khi gói bánh nó sẽ vừa bằng cái bánh hơn. Thịt cũng vậy, cũng thái vừa phải. Và đây là lá chuối, chọn những lá vừa phải mà không bị rách. Thì muốn gói dễ thì Trân Trân đã phơi ngoài nắng cho nó héo và lau sạch cho thật khô. Mọi người thấy lá này nó không bị gãy á, là nhờ phơi nắng thì cái lá nó héo lại bớt, thì khi gói á các góc cạnh mình bẻ nó không có bị gãy đâu mọi người. Và bây giờ chúng ta bắt đầu gói bánh nha. Thì để chúng ta phải cho một ít dầu ăn bôi lên phần lá chuối để tránh khi gói bánh xong khi mình luộc ăn cho nó dễ dàng, nó không bị dính vào lá. Đây là chuối Trân Trân tưởng ra để gói bánh thành hai cái thành một cặp. Và một ký bột lọc thì Trân Trân gói được là 40 cặp bánh. Và bây giờ gói xong thì cho vào nồi hấp để hấp nha. Và đây là nồi hấp để hấp bánh, thì Trân Trân cho bánh vào nồi hấp để hấp. Trân Trân sẽ hấp bánh trong vòng khoảng 30 phút và bánh sẽ chín vừa. Trong lúc chờ bánh trên nồi hấp được chín thì Trân Trân làm nước mắm để chấm bánh nha. Đây là ớt, đây là trái ớt xanh. Em như ở Huế mà Trân Trân hay học được của các ó đi trước thì thường sẵn ớt như vậy thì ra chén nước mắm nó ngon hơn là mình dùng kẹo để cắt. Và sau 30 phút hấp bánh thì bây giờ Trân Trân thử bánh coi đã chín chưa nha. Và biết chắc bánh đã chín chưa thì mở thử một cái. Và Trân Trân thử bánh thì luộc bánh ra mà thấy bánh đã chín, là cái bánh rất là trong. Vậy là đã được rồi nha mọi người. Vậy là bánh lọc Trân Trân đã hấp.
Và mời mọi người cùng Trân Trân luộc bánh ăn nha. Chấm với nước mắm. Quả thơm ngon, hương vị đậm đà của tôm và thịt heo tạo nên bánh đồ dẻo vừa phải. Và tiếp tục cái thứ hai nha. Hương vị mặn ruột Huế ngọt thanh đậm đà, thanh tánh không có thêm một chút gia vị gì trong hay cả, chỉ là hương thơm của ớt xanh và một mắm ruốc tạo nên một cái hương vị rất là đậm đà, hương vị sự Huế đó mọi người. Cay quá. Nước mắm rất là đậm đà, bánh thì rất là dẻo thơm ngon, và đặc biệt là nước mắm mà quý là ớt xanh nhưng mà quả cay, một hương vị mà rất là Huế luôn, người Huế là rất là ăn cay đó mọi người. Và Trân Trân xin kết thúc video tại đây, chúc mọi người vào bếp làm món bánh ngọc cơ gọi của sự Huế ngon như vậy nha. Rồi đi.